cả nhà. À, hôm nay là ngày Chủ nhật, Cẩm Linh chuẩn bị đi nhà thờ thì sực nhớ ra là một số bạn và cô chú hỏi muốn subscribe YouTube của mình á mà không biết làm sao. Hôm nay Linh chỉ nói sơ một chút xíu cái cách subscribe. Nó đơn giản lắm. Chỉ cần mấy bạn có cái Gmail, nghĩa là chữ G của Việt Nam mình á, Gmail là mình sập được. Trước tiên á là Cẩm Linh cũng xin cảm ơn tất cả mọi người, cô chú, anh chị em và các bạn đã ủng hộ trong thời gian vừa qua Linh làm YouTube. Nhất là bà Tám Cầm Thơ nè, là làm YouTube đầu tiên. Rồi mấy đứa em á là Cầm Thơ, Cầm Thao, Cầm Thi đó, là Quang Phi là cũng Úc trong nhà thì ai cũng làm YouTube, nói là Linh làm đi đó, thì cũng nhờ sự hướng dẫn của mấy em trong nhà chỉ cho Linh làm. Video clip đầu tiên á là ngày 19 tháng 7 thì cách đây 2 tuần à. Thì bây giờ thì có được 7 cái video clip. Bây giờ mình bắt đầu vô hướng dẫn mấy bạn làm subscribe. Bắt đầu bất cứ ở một cái điện thoại hay iPad hay laptop, các bạn muốn vô một cái YouTube. Cái này là có cái app YouTube rồi. Mà nếu mà không có cái YouTube á, thì mình phải vô Safari để mình rồi mình mới vô YouTube. Thì bây giờ cái này có YouTube rồi thì mình vô đây. Đó. Thì bây giờ mình muốn coi cái gì mình bấm vô cái tròn tròn sờ hồi nãy ha. Rồi ví dụ chắc bấm Cam Linh đi. Cam Linh tình yêu và cuộc sống. Rồi mình sờ. Đó, thì thấy mấy cái video của Cam Linh nè. Đó, thì 1, 2, 3, này, 4, 5, 6, 7 cái nè. Ví dụ mình muốn coi cái này ha. Bấm vô coi thì mình thấy cái này là cái chữ subscribe. Nó màu đỏ. Nghĩa là cái máy này nè, mình chưa có sub. Bây giờ ha, bắt đầu subscribe mình bấm vô. Đó. Thì cái này nó nói vậy thì mình continue. Đó, thì nó sẽ ra cái màn hình này. Là nó kêu mình sign. Thì nó kêu mình bỏ vô cái email. Mình có cái email Yahoo á, hoặc là cái gì á, mình bỏ vô là nó không có cho. Mà bắt buộc là phải Gmail nó mới được. Thì có thể là thằng YouTube và cái thằng Gmail này nó hợp tác với nhau. Gmail mà chưa có thì phải tạo một cái Gmail trước thì mình mới sign in được, mình mới subscribe được. a@gmail.com @gmail.com xong. Next. Xong nó hỏi mình password của cái thằng Gmail này nha. Rồi xong mình next. Đó. Xong. Vậy thôi. Đó thì bây giờ mình vô lại thử một cái video khác của Cam Linh. Thì thấy cái chữ nó màu đen rồi nè, thấy không? Nếu mà mấy bạn muốn sập ai đó thì nó sẽ tự động, mấy bạn bấm vô cái chữ màu đỏ đó là nó sẽ xong, không có bắt mình sign nữa. Mình chỉ sign một lần ở trong một cái máy nào đó thôi. Rồi ở kế bên subscribe này mình thấy có một cái chuông đúng không? Đó, cái chuông nè. Đó, bây giờ mình bấm vào cái chuông, mình để chữ O. Thì nó cái chuông này á là để làm gì, nếu mà mình thích cái video này, mỗi lần mà nó có một cái video mới
thí dụ Cam Linh đi, Linh làm một cái video mới thì tự động nó sẽ notification, nó sẽ báo cho mình là à, Linh có một cái video mới thì mình sẽ vô mình coi. Còn nếu mình không có bấm cái chuông này á thì nó không có báo. Vậy đó, có vậy thôi. Đơn giản như đang giỡn. Cẩm Linh á, thì chỉ biết có vậy thôi. Nếu mà bạn nào mà có cái gì thắc mắc, hoặc là mấy bạn nào biết cái gì hay hơn á, thì nói cho Cẩm Linh biết chứ nha. Và Cẩm Linh xin ý kiến của mấy bạn. Cẩm Linh cũng mong là cô chú và anh chị và các bạn biết sập rồi á, thì để sập cho ha, cho Cẩm Linh. Thôi vậy cũng cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ. Thực ra từ đầu Cam Linh á, tình cờ là cũng qua nhà Cam Thi để thăm, tại vì cái mùa Covid mà mình cũng sợ bị lây không có đi làm, cho nên Cam Linh qua bên đó là ngày 9 tháng 7, xong mình quay YouTube với Cam Thi làm bánh này kia vui lắm. Cái xong mình Cam Thi mới nói thôi chị Linh làm đại đi, thì mình cái mình mới làm, mà mình nghĩ vậy cái mục đích của mình á, riêng của mình nha, thì làm YouTube á là cũng là vui. Cái thứ nhất là do á, là nhiều cái video mà mình muốn giữ lại, lưu lại để làm kỷ niệm á, cho mình sau này mình già mình không biết làm gì, mình mở rầm xem, hoặc là con lúc mình chết rồi con cái mình nó nhớ mình, nó mở ra nó coi cũng được. Chứ cái thứ hai á là làm YouTube á là nhiều cái á, mình muốn chia sẻ những cái nào mà mình thấy nó hay, hữu ích. Cái thứ ba nữa là nó là một cái giải trí rất là lành mạnh mà mình nên làm. Rồi cái thứ tư nữa là nếu mà được tất cả mọi người ủng hộ, cho nhiều người ủng hộ vậy mình sẽ có tiền. Tại vì nhiều người coi thì cái giờ họ YouTube nó tính, nếu mà được 1.000 người subscribe, 4.000 giờ xem, thì nó sẽ đưa lên cái YouTube của mình lên quảng cáo. Mà khi mình qua quảng cáo là mình sẽ có tiền. Đó, thì nói chung là vậy thôi. Chúc cả nhà, anh chị em và các bạn một ngày thật là vui. Bye bye.